Đã chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Đại Vlog nha. Thì Đại đã tiếp tục lên thêm một con Mitsubishi TL261 nha mọi người. Rồi con này Đại quay để chia sẻ cho mọi người, cũng gửi hồi sáng cái chú ở đây ở nước Bà Đen hay gì á. Chú kêu có lên đi rồi điện cho chú xem nha, thì con cũng gửi chú luôn. Thì mua được chú mua. Rồi thì máy này là nó nằm trên ba lô nha mọi người. Ba lô xuống. Bình xăng nhựa là bình xăng mới nha. Còn lại tất cả là zin hết. Đây. Dây giật ha. Trắng phiếu nha mọi người. Rồi. Bô đây. Bô cũng còn trắng sáng luôn nha. Tại cái lỗ bô của nó cong, nó quặm vô mọi người. Nó quặm vô mình á nên hình ra đại cắt. Đại cắt đây nè, cho nó thổi thẳng ra luôn. Nhìn cho đẹp. Đấy, rồi đây. Cái này là số xe ghi nha. Mitsubishi TL261. Series là 117964 nha. Rồi. Đó. Mày chú sáng chú hỏi đang chú gắn xịt thuốc nè. Rồi đây quay cũng chia sẻ cho mọi người luôn. Vô. Màu rồi con tay à, không có cần láp, nó không có vững. Lấy chế van rồ hai kim nha mọi người nè. Để 1-2 ngày nữa coi có nữa thì đại lên nữa, tiếp tục lên cho mọi người chia sẻ với mọi người ha. Cái này hàng nó cũng hút rồi mọi người ơi. Đây nó ốc chân đồng nha, còn rất là sáng nha mọi người. Có lộn cái lá nồng rất là sáng nha. Ốc thì nó phải xét rồi, nói phải bị chửi. Đây chế hai van rồ hai kim. Đó rồi ha. Rồi để đại test nổ cho mọi người nghe tiếng máy nha. Rồi, đi ra đi luôn, đi ra đi con. Trời ơi cháu làm nè, chó nè. Đi ra đi. Trời con này, trời trời có mưa đâu, nó sợ trời mưa mọi người ơi. Nó sợ trời mưa. Đi ra. Trời ơi trời con này. Ủa kìa. Mày đi ra coi, tao đang làm video mà mày làm gì? Ngu ti mày quá. Rồi giờ đã test nổ nha mọi người. Thì đầu tiên này cũng lên xăng đóng le. Lên ga giật thôi. Mà này đại thử rồi, hồi nãy đại test rồi nha, nên đại khỏi lên ga nha mọi người. Quên nữa. Da băng này, da băng nó nằm bên róc này nha mọi người. Đó. Thấy không? Nó không lấy nét được mọi người ơi. Nè mà đó, chữ da băng đó ha. Rồi nha. Lóc trắng sáng nha mọi người. Thấy không? Nằm bích tông này kia còn sáng đẹp nha, trắng. Còn mặt võng luôn. Rồi đấy giờ đại test nổ cho mọi người xem nha. Hồi nãy tính test nổ cho mọi người cái có công chuyện mọi người, đi mới về luôn nè. Giờ test cho mọi người xem nha. Thì đầu tiên thì bơm xăng đóng le thì mình giật xong rồi nó hiện cái rồi mình mở le lên giật nổ thôi. Cái này chắc ai cũng biết rồi nên đại khỏi chỉ nữa ha. Ấm cự nha mọi người. Nhẹ nổ nha. Nhẹ lắm, nhẹ cực kỳ luôn nha mọi người. Đây. Thôi thật thật luôn không. Nửa tua nha, nửa tua là chạy rồi.
cơ không lắc không xào nha mọi người. Rồi thì thôi, Đại xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người có yêu mến Đại thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh Đại nha. Rồi, Đại chào tất cả mọi người.